Hệ thống HIMARS Ukraine có thể đã phóng rocket tầm xa do Mỹ cung cấp. Nga tuyên bố phá hủy hàng chục nghìn xe bọc thép của Ukraine sau gần 2 năm chiến sự. Nga giành nhiều bước tiến quan trọng tại mặt trận Avdiivka. Ukraine tuyên bố hầu hết thủy thủ đoàn tàu đổ bộ Kunikov của Nga không sống sót. Chuyên gia nói Ukraine khó tạo đột phá trước quân đội Nga trong năm 2024. Quốc hội Mỹ nhận định khả năng hạt nhân của Nga là một mối đe dọa. Video mảnh rocket GLSDB xuất hiện trên mạng xã hội cho thấy hệ thống HIMARS Ukraine có thể đã khai hỏa loại đạn dẫn đường được Mỹ chuyển giao. Theo đó, ngày 14 tháng 2, tài khoản Telegram Radnik2ND của một blogger quân sự Nga đăng video vật thể được cho là mảnh bom đường kính nhỏ phóng từ mặt đất GLSDB do Mỹ sản xuất. Vật thể này có các cánh nhô ra xung quanh giống phần đuôi của rocket GLSDB. Tài khoản Radnik2ND cho hay, đây là GLSDB, dạng bom lượn GBU-39 có thể khai hỏa từ pháo phản lực HIMARS. Nó xuất hiện tại Crimea vào hôm qua. Hiện Bộ Quốc phòng Ukraine và Nga chưa đưa ra bình luận về thông tin này. Đây là lần đầu tiên xuất hiện thông tin quân đội Ukraine sử dụng rocket GLSDB trên chiến trường kể từ khi Washington thông báo kế hoạch viện trợ loại đạn này cho Kiev vào tháng 2 năm 2023. Cuối tháng trước, tờ Politico dẫn lời hai quan chức Mỹ giấu tên cùng hai nguồn thạo tin cho biết Lầu Năm Góc đã thử nghiệm thành công GLSDB và sẽ sớm chuyển giao cho Ukraine mẫu rocket tầm xa này. GLSDB do hai tập đoàn Boeing của Mỹ và Saab của Thụy Điển hợp tác phát triển là sự kết hợp giữa rocket M26 với bom đường kính nhỏ GBU-39 có thể khai hỏa từ pháo phản lực HIMARS và tổ hợp pháo phản lực phóng loạt MLRS M270 giống như dòng tên lửa ATAC-MS hoặc bắn từ hệ thống phóng riêng. Đạn GLSDB được dẫn đường bằng vệ tinh có thể chống chịu một số biện pháp chế áp điện tử và hoạt động được trong mọi điều kiện thời tiết. GLSDB có tầm bắn tối đa khoảng 150 km, nhờ đó có thể tập kích các mục tiêu nằm sâu trong phòng tuyến đối phương. Tuy nhiên, tầm bắn của GLSDB chỉ bằng một nửa so với tên lửa hành trình Storm Shadow trong biên chế quân đội Ukraine, nhưng có tính linh hoạt cao hơn khi có thể khai hỏa từ dưới mặt đất thay vì phải phóng từ máy bay như tên lửa của Anh. Tập đoàn Saab cho biết GLSDB có thể được bắn từ các vị trí ngụy trang hoặc được bảo vệ kỹ, giúp giảm bớt nguy cơ bị phản pháo. Một số ưu điểm khác của GLSDB là giá rẻ và sẵn hàng hơn nhiều so với nhiều vũ khí dẫn đường của Mỹ, do nước này có lượng lớn rocket M26 và bom GBU-39 trong kho. Một quả đạn GLSDB có giá khoảng 50.000 đô la Mỹ, chỉ bằng một nửa rocket GLMRS. GLSDB được cho là sự bổ sung cần thiết cho Ukraine trong bối cảnh lực lượng nước này đang cạn dần vũ khí, đạn dược do viện trợ quân sự từ phương Tây sụt giảm. Quốc hội Mỹ hiện chưa thể thông qua gói viện trợ mới trị giá 60 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine do vấp phải phản đối của các nghị sĩ Cộng hòa, khiến Washington không còn ngân sách để cung cấp thêm khí tài cho Kiev. Hợp đồng chuyển giao bom GLSDB cho Ukraine được Mỹ ký với Boeing từ năm ngoái nên không bị ảnh hưởng bởi tình trạng này. Trong gần 2 năm chiến sự, cả Nga và Ukraine đều đã thiệt hại nhiều khí tài quân sự. Tuy nhiên mới đây, Viện Nghiên cứu Anh nhận định rằng Nga vẫn có đủ vũ khí dự trữ và khả năng sản xuất để bù đắp thiệt hại tại Ukraine. Trong báo cáo hồi đầu tuần, Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế IESS có trụ sở tại Anh cho biết, dù mỗi tháng mất hàng trăm thiết giáp và khẩu pháo, Nga vẫn có thể duy trì một lượng vũ khí ổn định trong các kho lưu trữ. Thông qua các hình ảnh vệ tinh, IESS đã xác định rằng Nga có ít nhất 12 căn cứ dự trữ pháo, 10 căn cứ dự trữ xe tăng và 37 kho chứa thiết bị quân sự. Trong năm 2023, Moscow đã tái kích hoạt ít nhất 1.180 đến 1.280 xe tăng chiến đấu chủ lực và khoảng 2.470 thiết giáp từ trong kho, đồng thời tiến hành sản xuất thêm nhiều khí tài hạng nặng mới để đáp ứng nhu cầu chiến sự. Báo cáo của IESS nhận định, Nga đủ năng lực để duy trì chiến dịch tại Ukraine thêm 2 đến 3 năm với tốc độ tiêu hao khí tài hiện tại, thậm chí có thể lâu hơn nữa. Ngày 29 tháng 1, Bộ Quốc phòng Anh đã thông báo rằng lực lượng Nga tại Ukraine đã mất tối đa 365 xe tăng chiến đấu chủ lực tính từ tháng 10 năm 2023, tương đương với hơn 100 chiếc mỗi tháng. Tuy nhiên, sản lượng xe tăng hàng tháng của Nga hiện nay dường như đủ để bù đắp tổn thất trên chiến trường. Bộ Quốc phòng Anh cho biết, Nga một tháng hiện có thể sản xuất ít nhất 100 xe tăng chiến đấu chủ lực, đủ khả năng bù đắp thiệt hại và tiếp tục duy trì nhịp độ tiến công trong thời gian tới. Tuy nhiên, một số chuyên gia quân sự cho rằng đa số các xe tăng này là các mẫu cũ được nâng cấp, không phải là phiên bản mới, do đó có thể không đạt được hiệu quả cao trên chiến trường. IESS cho biết,
Kiev vẫn duy trì được số lượng xe tăng chiến đấu chủ lực ở mức tương đương trước xung đột và có nhiều thiết giáp hơn nhờ nguồn cung từ phương Tây. Tuy nhiên, con số này vẫn chưa đủ để đáp ứng nhu cầu trên tiền tuyến, khiến một số đơn vị Ukraine không đủ khí tài để phát huy tối đa năng lực tác chiến. Các quan chức và binh sĩ của Ukraine gần đây thường xuyên phàn nàn về tình trạng thiếu hụt vũ khí và đạn dược, đặc biệt là đạn pháo. Trong bối cảnh viện trợ từ phương Tây giảm đi, Liên minh châu Âu EU đã duyệt khoản viện trợ bổ sung trị giá 54 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine sau nhiều tuần bị Hungary phản đối. Tuy nhiên, các nỗ lực hỗ trợ mới nhất từ Washington cho Kiev vẫn đang gặp khó khăn tại Quốc hội. Ngày 13 tháng 2, Thượng viện Mỹ đã thông qua gói viện trợ trị giá 95 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine, trong đó có 60 tỷ đô la Mỹ hỗ trợ quân sự và các nhu cầu khác. Tuy nhiên, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đã cảnh báo rằng Hạ viện có thể từ chối dự luật của Thượng viện do phe Cộng hòa cho rằng các điều khoản về an ninh biên giới chưa đủ mạnh. Đại diện của Cục Tình báo Quốc phòng thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine Andriy Zhusov mới đây đã thông báo rằng hầu hết thủy thủ đoàn trên tàu đổ bộ cỡ lớn Tseya Konikov của Nga mà bị phá hủy ở Biển Đen đã không thể sống sót. Trong bài viết dành cho báo chí, người đại diện Andriy Zhusov cho biết, mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch, chúng tôi đã chứng kiến những kết quả tốt. Một tàu địch bị phá hủy không thể sửa chữa được. Ngoài hàng hóa trên tàu còn có đạn dược. Được biết, hầu hết thủy thủ đoàn của tàu đổ bộ lớp Tseya Konikov đã không thể sống sót. Thông tin về số lượng thành viên của phi hành đoàn đã thiệt mạng đang được xác định. Zhusov cũng cho biết rằng con tàu bị phá hủy nằm cách bờ khoảng 4 km, gần thị trấn Aluka ở Crimea. Sáng ngày 14 tháng 2, có các vụ nổ từ biển ở Crimea nơi Nga kiểm soát, đặc biệt là ở các khu vực Chanta, Mykol, Aluka và Simei. Các phương tiện truyền thông công cộng đưa tin rằng một tàu đổ bộ lớn đã bị tấn công gần khu vực Mykol và người Nga đã triển khai một tàu và trực thăng Mi-8 và Ka-27 để tham gia hoạt động cứu hộ. Bộ Quốc phòng Nga chỉ báo cáo về việc đánh chặn 6 máy bay không người lái trên biển. Nguồn tin từ Ukrainska Pravda trong cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine cho biết, máy bay không người lái của DIU đã tấn công tàu đổ bộ cỡ lớn lớp Tseya Konikov của Nga ở Biển Đen. Sau đó, cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine chính thức thông báo rằng tàu chiến đã bị máy bay không người lái hàng hải Makura V-5 đánh chìm và công bố một đoạn video được cho là về vụ tấn công. Sau đó, Bộ Tổng tham mưu của các lực lượng vũ trang Ukraine đã xác nhận thông tin về việc tàu đổ bộ cỡ lớn Tseya Konikov của Nga bị phá hủy khi đang ở vùng lãnh hải Ukraine gần Aluka vào thời điểm đó. Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine sau đó đã xác nhận thông tin về việc tàu đổ bộ cỡ lớn Tseya Konikov của Nga bị phá hủy khi đang ở vùng lãnh hải Ukraine gần Aluka vào thời điểm đó. Hiện tại, tàu Tseya Konikov đã bị đánh chìm, chỉ còn 5 trong số 13 tàu của hạm đội Biển Đen của Nga còn hoạt động. Phương pháp thử nghiệm mới của Nga là trang bị trực thăng vũ trang với tên lửa không đối không để săn đuổi máy bay không người lái. Hôm 12 tháng 2, trong một hình ảnh được đăng tải cho thấy, chiếc trực thăng tấn công Mi-24 của Nga đang truy đuổi một chiếc UAV không xác định trong không phận vùng Leningrad thuộc Liên bang Nga. Tuy nhiên, tình tiết cụ thể của sự kiện như liệu người Nga đã bắn hạ chiếc máy bay không người lái hay không và UAV này đang hướng tới đâu vẫn chưa rõ ràng. Điều này cho phép đi tới suy luận rằng quân đội Nga đang tiến hành các cuộc tấn công có tổ chức, sử dụng trực thăng tấn công để chống lại các cuộc xâm nhập của máy bay không người lái từ Ukraine và nhằm vào các cơ sở hạ tầng quan trọng của họ. Trước đó, Nga đã thử nghiệm việc sử dụng trực thăng vũ trang Mi-28 để săn đuổi máy bay không người lái cảm tử của Ukraine. Câu hỏi đặt ra là liệu chúng sẽ được trang bị vũ khí gì? Một sự kiện từ thời Liên Xô cần được nhắc lại là việc giới chức quân sự đã tiến hành thử nghiệm việc gắn tên lửa không đối không tầm ngắn R-60 cho trực thăng vũ trang Mi-24 nhằm thực hiện các nhiệm vụ không chiến. Tóm lại, trong quá khứ, quân đội Liên Xô đã tiến hành nghiên cứu về khả năng sử dụng trực thăng Mi-24 để chặn các mục tiêu trên không có kích thước nhỏ ở độ cao thấp. Cấu hình mang vũ khí có thể bao gồm 4 tên lửa R-60 trên các điểm treo chính hoặc 2 tên lửa trên mỗi giá treo dành cho tên lửa chống tăng dẫn đường. Đồng thời, quân đội Liên Xô đã lên kế hoạch sử dụng kính ngắm tiêu chuẩn ASP-17V trên trực thăng để ngắm bắn trước khi phóng R-60. Mặc dù trải nghiệm sử dụng Mi-24 trong vai trò mới không được coi là thành công, nhưng sự thất bại trong quá khứ không ngăn cản Nga khởi động lại chương trình. Đó là lý do tại sao chúng ta thấy cảnh trực thăng vũ trang Nga cố gắng đánh chặn máy bay không người lái cảm tử của Ukraine. Nhưng hiện tại, có vẻ chúng đang mang theo tên lửa loại Ingla thay vì R-60 như trước đây. Ngày 14 tháng 2, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã thực hiện chuyến thăm Cục Thiết kế Cơ khí, hay còn gọi là Cục Thiết kế Chế tạo Máy, có trụ sở tại thành phố Kolona, Nga, để kiểm tra quá trình sản xuất lại vũ khí hiện đại mới. Trong danh sách này có hệ thống tên lửa chống tăng Kryssantema-S, tên lửa Kryssantema-M nâng cấp, hệ thống tên lửa đất đối không Vokvay Gipka-S
và hệ thống bệ phóng hỗ trợ The Zygit kèm theo tên lửa V3. Tên lửa chống tăng Hoa Cúc Vàng Charisantema S nổi tiếng với khả năng xuyên vỏ thép dày tới 1,1m. Mặc dù có tên gọi theo một loài hoa cúc, nhưng đây là một loại vũ khí chống tăng mạnh mẽ. Xe bọc thép gắn bệ phóng tên lửa có khả năng mang theo 12 tên lửa loại này và lên đạn tự động. Trong khi đó, tên lửa V3 trang bị cho quân đội Nga từ năm 2014 được đánh giá cao hơn so với các hệ thống phòng không vác vai của các quốc gia khác với các đặc điểm kỹ thuật và chiến thuật. Thông báo từ Bộ nêu rõ, Bộ trưởng Quốc phòng Liên bang Nga tướng Sergei Shoigu đã kiểm tra việc triển khai kế hoạch quốc phòng, sản xuất hệ thống tên lửa chiến thuật và vác vai của tập đoàn nghiên cứu và sản xuất thuộc Cục Thiết kế Cơ khí trong chuyến công tác tới quân khu phương Tây. Cũng trong chuyến thăm này, Bộ trưởng Shoigu đã ra chỉ thị đẩy nhanh tiến độ sản xuất. Ông chỉ rõ việc sử dụng các hệ thống tên lửa trong chiến dịch quân sự ở Ukraine đã chứng minh những ưu thế của các loại vũ khí này. Các hệ thống tấn công có độ chính xác cao đã giúp loại bỏ các mục tiêu của đối phương ở khoảng cách xa. Tổng giám đốc tập đoàn nghiên cứu và sản xuất, ông Sergei Pitikov cũng đã khẳng định rằng cơ sở đã và đang tăng cường mở rộng năng lực sản xuất của doanh nghiệp. Cụ thể, sản lượng các mặt hàng từ các nhà máy của doanh nghiệp phân phối đến nhiều khu vực khác nhau đã tăng gấp nhiều lần. Trước đó, theo kênh truyền hình RT, trong một thông báo ngày 10 tháng 2, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến thăm một số doanh nghiệp quốc phòng ở Cộng hòa Umutian, miền trung nước này để kiểm tra tiến độ công tác chuẩn bị UAV trinh sát và UAV tấn công. Tại đây, người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nga cũng được giới thiệu các loại UAV mới và vật liệu mới giúp chúng có khả năng chống chịu tốt hơn trước các cuộc tấn công. Trong một cuộc họp trong khuôn khổ của chuyến thăm, Bộ trưởng Shoigu gặp gỡ các nhà lãnh đạo trong ngành và ca ngợi họ đã đạt được hầu hết các mục tiêu đặt ra một năm trước. Tuy nhiên, ông báo hiệu rằng vẫn còn nhiều việc phải làm, đặc biệt là khi liên quan đến các vấn đề về mục tiêu khi cuộc xung đột với Ukraine bùng phát. Ông chỉ ra những thách thức khác mà lực lượng UAV Nga phải đối mặt và giải quyết, bao gồm năng lực chống lại máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất FPV, cải thiện các biện pháp tác chiến điện tử và sử dụng trí tuệ nhân tạo. Theo hồ sơ của tòa án, chính phủ Mỹ đang chi hơn 7 triệu đô la Mỹ mỗi năm để bảo trì chiếc siêu du thuyền mà họ tịch thu từ một doanh nhân Nga. Chiếc du thuyền mang tên Amadia được cho là thuộc sở hữu của tỷ phú người Nga Suleyman Kerimov. Thuyền này đã bị tịch thu ở Fiji vào tháng 4 năm 2022 theo yêu cầu của Bộ Tư pháp Mỹ do các biện pháp trừng phạt được Mỹ áp đặt sau xung đột ở Ukraine. Theo tạp chí Forbes, Kerimov và gia đình ông sở hữu một khối tài sản trị giá 10,7 tỷ đô la Mỹ. Chính quyền Mỹ cho biết, con tàu dài 106 mét này có trang bị sân đỗ trực thăng, bể bơi, hồ đốt lửa và rạp chiếu phim và mất khoảng 600.000 đô la Mỹ mỗi tháng để bảo trì. Theo giấy tờ tòa án, chi phí chỉ cho thủy thủ đoàn mỗi tháng đã lên đến khoảng 360.000 đô la Mỹ, trong khi chi phí bảo trì cho chiếc thuyền sang trọng bao gồm 75.000 đô la Mỹ cho nhiên liệu và 165.000 đô la Mỹ để bảo dưỡng, xử lý chất thải cùng với chi phí thực phẩm và các chi phí khác. Mỹ đang yêu cầu thẩm phán cho phép bán đấu giá siêu du thuyền trị giá 300 triệu đô la Mỹ vì hóa đơn báo chí trung bình hàng tháng đã vượt quá mức. Tuy nhiên, nỗ lực bán Amadia đang gặp khó khăn do sự thách thức từ một doanh nhân khác là Eduard Hudaynatov, người tuyên bố là chủ sở hữu thực sự của du thuyền, trong khi Mỹ xác định Kerimov là chủ sở hữu và tuyên bố ông đã vi phạm lệnh trừng phạt khi thanh toán thông qua hệ thống tài chính Mỹ, thì Hudaynatov, người từng giữ chức chủ tịch tập đoàn dầu mỏ Rosneft từ năm 2010 đến 2013, vẫn khẳng định rằng ông là chủ sở hữu thực sự của Amadia và rằng chiếc du thuyền không thể bị tịch thu vì ông chưa bị Mỹ trừng phạt. Các công tố viên Mỹ đã cáo buộc trong hồ sơ tòa án trước đó rằng Kudaynatov đóng vai trò là chủ bù nhìn của Amadia để che giấu vai trò của Kerimov. Đại diện pháp lý của Kudaynatov đã phát biểu trong một tuyên bố cho biết rằng việc tịch thu là bất hợp pháp và kêu gọi thẩm phán không cho phép điều đó cho đến khi xác định được liệu việc tịch thu có vi hiến pháp hay không. Chính quyền của Tổng thống Joe Biden được cho là đã thông báo đến Quốc hội Mỹ và các đồng minh ở châu Âu về thông tin tình báo mới, cho thấy rằng khả năng hạt nhân của Nga có thể tạo ra mối đe dọa đối với an ninh quốc tế. Theo Reuters, thông tin tình báo đã được tiết lộ sau khi Hạ nghị sĩ Đảng Cộng hòa, Chủ tịch Ủy ban Tình báo của Hạ viện Mỹ, ông Mike Turner, đã đưa ra một tuyên bố bất thường và khó hiểu vào ngày 14 tháng 2, cảnh báo về mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia. Sau đó, các nguồn tin cho biết rằng cảnh báo này liên quan đến khả năng của Nga trong không gian và có liên quan đến vấn đề vệ tinh. Trong tuyên bố, ông nói, tôi yêu cầu Tổng thống Biden giải mật tất cả các thông tin liên quan đến mối đe dọa này để Quốc hội, chính quyền và các đồng minh của chúng tôi có thể thảo luận cởi mở về các hành động cần thiết để ứng phó với mối đe dọa này. Tuy nhiên, ông không cung cấp thêm thông tin. Reuters dẫn một nguồn tin cho biết các năng lực mới của Nga không gây ra mối đe dọa cấp bách đối với Mỹ. Trước đó, báo The New York Times dẫn lời một quan chức hiện tại và một cựu quan chức Mỹ đưa tin rằng
Thông tin tình báo mới liên quan đến nỗ lực của Nga nhằm phát triển vũ khí hạt nhân trong không gian để đối phó với các vệ tinh. Các quan chức hiện tại và trước đây cho biết loại vũ khí này hiện chưa xuất hiện trên quỹ đạo trái đất. Tuyên bố của ông Turner được đưa ra giữa cuộc tranh luận tại Quốc hội Mỹ về cách Washington nên đối phó với các mối đe dọa toàn cầu từ Nga và các đối thủ khác. Các chính trị gia ủng hộ quan điểm an ninh toàn cầu thường thúc giục Mỹ tham gia nhiều hơn vào các vấn đề toàn cầu. Trong khi một số nhà lập pháp được xem là đồng minh của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ủng hộ cách tiếp cận nước Mỹ trên hết, tức là Washington nên tập trung vào các vấn đề trong nước và tránh xa các vấn đề thế giới. Chính quyền của Tổng thống Biden đã tăng cường chỉ trích các thành viên của Đảng Cộng hòa trong Hạ viện Mỹ do lo ngại rằng họ có thể ngăn cản việc thông qua một dự luật trị giá 95 tỷ đô la Mỹ đã được Thượng viện thông qua nhằm cung cấp viện trợ cho Ukraine, Israel và Đài Loan. Những người ủng hộ dự luật này cho rằng việc Washington hỗ trợ chính phủ ở Kiev chủ yếu là để đối phó với các mối đe dọa từ Nga ra ngoài biên giới của Ukraine. Ngày 14 tháng 2, hai thượng nghị sĩ Mark Warner và Marco Rubio, lần lượt là chủ tịch và phó chủ tịch của Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ, đã phát đi một tuyên bố chung thông báo rằng ủy ban của họ đã được thông tin tình báo như đã đề cập và đang theo dõi vấn đề một cách nghiêm ngặt. Một nguồn tin của Reuters cho biết, ông Warner và ông Rubio đã được thông báo về mối đe dọa này vài tuần trước. Theo nguồn tin, vấn đề này không phải là không có liên quan đến dự luật ngân sách nói trên, nhưng không có mối liên hệ trực tiếp nào giữa chúng. Hạ nghị sĩ Jim Hermes, một thành viên hàng đầu của Đảng Dân Chủ trong Ủy ban Tình báo của Hạ viện Mỹ, đã cho biết rằng vấn đề được đề cập trong tuyên bố của ông Turner rất quan trọng, nhưng không phải là nguyên nhân gây hoảng sợ. Cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Biden, ông Jake Sullivan, từ chối cung cấp thông tin cụ thể. Ông cho biết ông đã sắp xếp một cuộc họp với các lãnh đạo quốc hội cùng các chuyên gia quốc phòng và tình báo của chính quyền ngày 15 tháng 2 và ông rất ngạc nhiên trước việc ông Turner đưa ra tuyên bố như vậy. Trong một cuộc họp báo, ông Sullivan nói, tôi không có tư cách để nói thêm bất cứ điều gì. Như tôi đã nói, tôi mong được thảo luận với ông Turner và rõ ràng từ đó chúng tôi sẽ xác định các bước đi tiếp theo. Nhưng đứng trên bục hôm nay, tôi không thể chia sẻ thêm bất cứ điều gì. Mới đây, tờ Sputnik đưa tin quân đội Nga tiếp tục giành được bước tiến quan trọng ở mặt trận Avdiivka khi các mũi tiến công của Moscow tiến gần tới trung tâm thành phố này. Các mũi tiến công của Nga đã đe dọa cắt đứt và đẩy lùi lực lượng phòng thủ Ukraine bên trong trung tâm Avdiivka. Ở phía Ukraine, tân Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, Đại tướng Oleksandr Sirky đang cố gắng tái bổ sung lực lượng để giải vây cho Avdiivka. Tuy nhiên, nhiều đơn vị Ukraine đang rút dần khỏi nhiều vị trí phòng thủ xung quanh thành phố trước nguy cơ bị Nga bao vây. Theo chuyên gia quân sự Nga Andrei Koskin, quân đội Ukraine đã biến Avdiivka thành một pháo đài kiên cố sau khi giành lại quyền kiểm soát thành phố này vào năm 2014. Ông Koskin nói, Ukraine đã biến Avdiivka thành một pháo đài kiên cố vào năm 2014. Số bê tông được Kiev sử dụng để xây dựng các lô cốt bên trong thành phố, thậm chí còn vượt quá lượng bê tông cho các dự án dân cư ở một số thành phố của Ukraine. Theo ông Koskin, lực lượng Ukraine đã đầu tư rất nhiều công sức, nguồn lực và tiền bạc để biến thành phố này thành một pháo đài bất khả xâm phạm. Trong khi đó, các lực lượng Nga giành quyền kiểm soát Avdiivka vì pháo binh Ukraine trong thành phố có thể bắn phá các khu dân cư của thành phố Donetsk. Theo ông Koskin, bảo vệ an toàn của dân thường ở Donbass là một trong những mục tiêu chính của Moscow, do đó việc đánh chiếm Avdiivka là cần thiết. Bên cạnh đó, việc đánh bật lực lượng Ukraine ra khỏi Avdiivka sẽ cho phép lực lượng Nga tiến xa hơn về phía tây của vùng Donetsk và ngăn chặn các cuộc tấn công nhằm vào các thị trấn và thành phố của Nga. Về chiến thuật mà Kiev có thể sử dụng trong trận chiến ở Avdiivka, ông Koskin cho rằng tướng Sirky sẽ tìm mọi cách để giữ thành phố chiến lược này, điều ông cam kết với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngay sau khi nhậm chức. Ông Koskin nhận định, tướng Sirky lập tức huy động các đơn vị dự bị của họ đến Avdiivka. Có vẻ như cho đến nay, ông ấy vẫn chưa thể giải vây cho Avdiivka. Ông Sirky sẽ có những hành động khác để thực hiện cam kết với Tổng thống Zelensky. Ngày 14 tháng 2, khi nhắc đến nhà báo Mỹ Tucker Carlson, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thể hiện sự không hoàn toàn hài lòng về cuộc phỏng vấn với ông Carlson do nhà báo Mỹ chưa đặt ra câu hỏi đủ khó cho ông chủ Điện Kremlin. Ông Putin nói, thành thật mà nói, tôi nghĩ ông ấy sẽ quyết liệt hơn và đưa ra những câu hỏi được coi là khó. Tôi không chỉ chuẩn bị mà còn muốn tình huống này xảy ra, bởi điều đó giúp tôi có cơ hội để trả lời theo cách tương tự. Bên cạnh đó, Tổng thống Putin đã ngạc nhiên khi không bị nhà báo Mỹ ngắt lời nhiều trong lúc trao đổi. Ông Putin không bình luận về tác động của cuộc phỏng vấn với ông Carlson. Chủ nhân Điện Kremlin bổ sung, khán giả, thính giả hoặc có thể là độc giả nên tự rút ra kết luận cho riêng họ. Ngày 6 tháng 2, nhà báo Carlson đã đến Moscow để phỏng vấn Tổng thống Nga Vladimir Putin và công bố nội dung cuộc phỏng vấn ngày 8 tháng 2.
Đây là cuộc phỏng vấn đầu tiên của truyền thông phương Tây với ông Putin từ khi xảy ra xung đột ở Ukraine vào năm 2022. Phần lớn cuộc trao đổi kéo dài hơn 2 giờ tập trung vào xung đột ở Ukraine và quan hệ giữa Nga với phương Tây. Truyền thông Mỹ đã chỉ trích ông Carson, cho rằng nhà báo này đã không phỏng vấn mạnh mẽ và không thành công trong việc hiểu rõ mục tiêu thực sự của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong chiến sự. Nhà phê bình của tờ Washington Post Eric Wemper đã gọi ông Carson là người biện hộ của ông Putin. Nhà báo Alex Wagner của MSNBC cũng nói rằng ông Carson là một trong những cổ động viên lớn nhất cho Nga. Nhiều người dùng mạng xã hội X ở Mỹ cũng chỉ trích chuyến thăm Nga của nhà báo Tucker Carlson, thậm chí đề xuất cấm ông quay trở lại Mỹ. Một nhà báo Mỹ khác tên là Brian Krasenstein nói rằng ý tưởng cấm ông Carlson về nước mâu thuẫn với các nguyên tắc báo chí và tự do thông tin. Ông nói, gửi những người kêu gọi cấm Tucker Carlson về nước nếu ông phỏng vấn Tổng thống Nga Vladimir Putin. Nếu bạn quan tâm đến quyền tự do, bạn sẽ không kêu gọi điều đó. Tỷ phú Elon Musk cũng trích dẫn bài đăng của Krasenstein và bày tỏ sự đồng tình với quan điểm này. Điện Kremlin cho biết sự kiện diễn ra tự nhiên và nhà báo Carlson không gửi trước câu hỏi. Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov đã mô tả cuộc phỏng vấn với nhà báo Mỹ là một cơ hội rất tốt để truyền đạt quan điểm của Moscow tới những người dân phương Tây. Ông Carlson, 54 tuổi, có quan điểm bảo thủ và ủng hộ ông Donald Trump, từng chủ trì chương trình Tucker Carlson Tonight trên Fox News từ năm 2016 đến năm 2023. Hiện tại, ông sản xuất chương trình The Tucker Carlson Interview được phát sóng trên trang web của mình. Cuộc phỏng vấn với ông Vladimir Putin được tổ chức trong khuôn khổ của chương trình này. Ngày 14 tháng 2, trong cuộc phỏng vấn với các đài truyền hình Ukraine, Thống đốc khu vực Donetsk Vadim Filatkin thừa nhận, cho đến thời điểm hiện tại, con đường chính dẫn đến Avdiivka, tỉnh Donetsk hoàn toàn bị hỏa lực của Nga áp đảo. Bên cạnh đó, ông Filatkin cho biết các lực lượng Nga đang cố gắng xuyên thủng hàng phòng thủ của Ukraine và kiểm soát thành phố càng sớm càng tốt. Thống đốc khu vực Donetsk nói, các con đường dẫn vào thành phố hoàn toàn bị hỏa lực của đối phương áp đảo. Theo ông Filatkin, có tới 926 dân thường vẫn đang ở tại Avdiivka. Thành phố vẫn duy trì dự trữ viện trợ nhân đạo, nước và thuốc, nhưng tình hình vẫn rất khó khăn. Thống đốc cho biết, mỗi ngày có 3 đến 4 người rời khỏi Avdiivka để đến những vùng an toàn hơn. Ông Filatkin nhấn mạnh, đối phương đang cố gắng vượt qua tuyến phòng thủ của Ukraine và chiếm thành phố càng sớm càng tốt. Lực lượng phòng thủ của chúng tôi đang ngăn chặn cuộc tấn công của đối phương từ mọi hướng. Kể từ năm ngoái, lực lượng Nga đã gia tăng cuộc tấn công vào thành phố ở khu vực phía đông Donetsk, đã bao vây thành phố này từ 3 phía. Ngày 15 tháng 2, một đơn vị quân đội Ukraine được Kiev cử đến chi viện cho Avdiivka cho biết tình hình bên trong thành phố hiện tại cực kỳ nguy cấp. Trong một bài đăng trên kênh Telegram, lữ đoàn này tiết lộ, lữ đoàn tấn công riêng biệt số 3 xác nhận rằng họ đã được tái triển khai khẩn cấp để tăng cường sức mạnh cho quân đội Ukraine ở khu vực Avdiivka. Tình hình trong thành phố cực kỳ nguy cấp. Trong những tuần gần đây, các lực lượng Nga đã đạt được tiến bộ trong nỗ lực kiểm soát thành phố, với các báo cáo về giao tranh cận chiến đang diễn ra trên các đường phố ở vùng ngoại ô Avdiivka. Ngày 14 tháng 2, tư lệnh hàng đầu của Ukraine thừa nhận Ukraine bị áp đảo về quân số trên chiến trường. Lữ đoàn tấn công riêng biệt số 3 của Ukraine cho biết tình hình khách quan ở Avdiivka vẫn còn bị đe dọa và không ổn định. Đối phương tiếp tục luân chuyển quân tích cực và đang tung lực lượng cũng như các nguồn lực mới vào thành phố. Theo Bộ Tham mưu Quân đội Ukraine, quân đội đang tiếp tục kìm chân lực lượng Nga. Bộ thông tin rằng, ngày 14 tháng 2, Nga đã phát động 34 cuộc tấn công trong khu vực. Avdiivka thuộc Donetsk được coi là cửa ngõ vào vùng Donbass, miền đông Ukraine, là mắt xích quan trọng trong kế hoạch của Nga nhằm kiểm soát hoàn toàn vùng Donbass. Trong những tháng vừa qua, đây là mặt trận giao tranh khốc liệt nhất ở Ukraine. Viện Quốc tế về Nghiên cứu Chiến lược IESS Anh mới đây đã công bố báo cáo cân bằng quân sự hàng năm cho thấy Nga đã mất hơn 3.000 xe tăng trong cuộc xung đột tại Ukraine, nhưng có đủ phương tiện thay thế với chất lượng thấp hơn, đủ dùng cho nhiều năm. Cụ thể, Nga đang bù đắp chất lượng bằng số lượng khi có thể tung ra chiến trường đến 90 chiếc xe tăng loại cũ mỗi tháng, thay cho những chiếc xe tăng bị phá hủy. Kho xe tăng của Nga có thể giúp bù đắp lượng vũ khí tổn thất nặng nề trong khoảng 3 năm nữa, dù cho tiêu chuẩn kỹ thuật thấp hơn. Số vũ khí này không liên quan năng lực sản xuất thiết bị mới của Nga. Theo báo cáo, Nga có 1.750 xe tăng chủ lực sẵn sàng chiến đấu, gồm các mẫu đời cũ như T-55 cho đến các mẫu hiện đại như T-80, T-90. Moscow có thêm 4.000 chiếc khác trong kho. Với số lượng vũ khí và năng lực thay thế đó, IESS đánh giá tình hình bế tắc trên chiến trường có thể duy trì trong suốt năm 2024. Nga chưa lập tức bình luận về những thông tin này. Báo cáo cho thấy Ukraine cũng chịu tổn thất nặng từ khi chiến sự bắt đầu từ tháng 2 năm 2022, nhưng lượng vũ khí được phương Tây bổ sung đã cho phép nước này duy trì kho dự trữ trong khi nâng cấp chất lượng.
Theo báo cáo, sau gần 2 năm xung đột, Ukraine và các đối tác phương Tây phải đối mặt với những lựa chọn rất khó khăn. Nhà phân tích cấp cao về giao tranh trên bộ của IESS Ben Barry cho biết, Ukraine đã cố gắng bảo vệ một số binh sĩ trẻ của mình. Độ tuổi trung bình của binh sĩ bổ binh được cho là vào đầu tuổi 40 nhưng có thể gặp khó khăn để tiếp tục làm như vậy nếu muốn duy trì được sức mạnh ở tuyến đầu. Ngày 14 tháng 2, cuộc họp báo tại Nhà Trắng, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết các binh sĩ Ukraine đang dần hết đạn và Quốc hội Mỹ cần thông qua ngân sách viện trợ. Ông Sullivan nói, chúng ta không thể chờ thêm nữa. Mỗi ngày qua đi với một cái giá cho người dân Ukraine và lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ, chúng tôi đang nhận được báo cáo về việc binh sĩ Ukraine bị cắt bớt vũ khí, thậm chí những người trên tiền tuyến đang hết đạn, trong khi lực lượng Nga tiếp tục tấn công trên bộ và đang cố làm suy yếu lực lượng phòng không Ukraine. Nhiều tháng sau đàm phán, Thượng viện Mỹ do Đảng Dân Chủ kiểm soát đã thông qua dự luật viện trợ nước ngoài, trong đó có 60 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Tuy nhiên, dự luật chưa được Hạ viện do Đảng Cộng Hòa kiểm soát thông qua. Ukraine, quốc gia đã không đạt được tiến bộ trong cuộc phản công vào năm ngoái và vừa thay thế vị chỉ huy nổi tiếng Valery Zaluzhny, cũng đang cần khẩn cấp các nguồn cung cấp pháo binh và hệ thống phòng không mới, trong khi chờ đợi một gói viện trợ mới của Mỹ đã bị hoãn lại bởi sự phản đối của Đảng Cộng Hòa. Tổng Giám đốc IESS Batian Yegerich cho biết, các chính phủ phương Tây một lần nữa rơi vào tình thế phải quyết định xem có cung cấp đủ vũ khí cho Kiev để tung ra đòn quyết định hay không, thay vì chỉ đủ để không thua. Về phần mình, Nga đặt nền kinh tế của mình vào tình thế giao tranh và chuyển các nhà máy quốc phòng sang sản xuất suốt ngày đêm theo bà Ka. Với những tổn thất mà cả hai bên phải gánh chịu và tính tiêu hao của cuộc chiến, các chuyên gia của IESS nhận định tình trạng bế tắc hiện tại có thể sẽ còn kéo dài. Nhà phân tích giao tranh trên bộ của IESS Barry nói, không bên nào có thể thực hiện một cuộc tấn công quy mô lớn mà không gây thương vong rất nặng nề và điều đó có thể sẽ tiếp tục trong tương lai gần. Ngày 14 tháng 2, trong bài phát biểu tại Diễn đàn Công nghệ Tương lai ở Moscow, Tổng thống Vladimir Putin chỉ ra rằng những bước tiến to lớn đã đạt được trong việc phát hiện và điều trị sớm bệnh ung thư sẽ giúp gia tăng tỷ lệ sống sót cho người bệnh. Tổng thống Vladimir Putin nói, chúng tôi đã tiến gần đến việc tạo ra vaccine ung thư, vaccine chống ung thư và thuốc điều trị miễn dịch thế hệ mới và tôi hy vọng rằng chúng sẽ sớm được sử dụng một cách hiệu quả trong điều trị cho người bệnh. Theo Tổng thống Vladimir Putin, hơn một nửa số trường hợp ung thư ở Nga được phát hiện ở giai đoạn đầu, đó là thời điểm có những tiền lượng thuận lợi nhất giúp cho quá trình trị bệnh hiệu quả hơn. Tổng thống Putin không nêu rõ loại vaccine mà Nga chuẩn bị công bố sẽ nhắm mục tiêu vào loại ung thư nào, cũng như cách thức điều trị. Cũng trong bài phát biểu tại phiên họp toàn thể của Diễn đàn Công nghệ Tương lai, Tổng thống Putin nhận xét rằng trí tuệ nhân tạo sẽ không bao giờ thay thế được sự nhạy cảm tinh tế và phần tham gia của các nhân viên y tế vào vận mệnh của một con người. Tổng thống Nga tuyên bố, tôi muốn cảm ơn các nhân viên y tế vì lao động tận tâm của các bạn. Toàn bộ công tác chăm sóc sức khỏe cư dân của chúng ta là do các bạn gánh vác. Bất cứ điều gì chúng ta nói về trí tuệ nhân tạo, về robot, tất cả đều rất thú vị, đầy triển vọng và rất cần thiết. Tất nhiên, đó là những trợ lý trung thành, đáng tin cậy của con người. Chúng ta sẽ còn nói về tiến trình ứng nghiệm những công nghệ tiên tiến này, nhưng công nghệ trí tuệ nhân tạo sẽ không bao giờ thay thế được sự nhạy cảm tinh tế và phần tham gia của các nhân viên y tế vào vận mệnh của một con người. Trong điều kiện hiện đại, hệ thống chăm sóc sức khỏe nói chung của nhân loại đang gặp khó khăn, nhưng Tổng thống Putin cam kết Liên bang Nga luôn sẵn sàng hợp tác. Ông Putin thông báo, kết quả là hiện nay hơn một nửa số bệnh ung thư được phát hiện ở giai đoạn đầu khi tiên lượng điều trị có thuận lợi tối đa. Khối lượng hóa trị tăng 60%, xạ trị tăng hơn 25% và từ năm 2020 đã thực hiện liệu pháp Proton. Tổng thống Putin kết luận, Nga đã đạt được những thành tựu đầy trọng lượng, nhưng chúng ta cần tiếp tục công việc này ở cấp độ mới về chất và chuẩn bị đối phó hiệu quả với mọi thách thức, kể cả mối đe dọa bùng phát những dịch bệnh mới trên toàn cầu. Hiện có một số quốc gia và công ty đang nghiên cứu vaccine ung thư. Năm ngoái, chính phủ Anh đã ký một thỏa thuận với BioNTech, có trụ sở tại Đức, để triển khai các thử nghiệm lâm sàng cung cấp phương pháp điều trị ung thư được cá nhân hóa nhằm tiếp cận 10.000 bệnh nhân vào năm 2030. Các công ty dược phẩm Moderna và Merck & Co. đang phát triển một loại vaccine ung thư thử nghiệm mà nghiên cứu ở giai đoạn giữa cho thấy đã giúp giảm một nửa nguy cơ tái phát hoặc tử vong do ung thư hắc tố da, loại ung thư da nguy hiểm nhất sau 3 năm điều trị. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, WHO hiện có 6 loại vaccine được cấp phép chống lại virus u nhú HPV, gây ra nhiều bệnh ung thư, bao gồm ung thư cổ tử cung, cũng như vaccine chống viêm gan B HPV, có thể dẫn đến ung thư gan. Trong đại dịch COVID-19, Nga đã phát triển vaccine Sputnik V chống lại virus corona và bán cho nhiều quốc gia. Tổng thống Putin cho biết ông đã tiêm vaccine Sputnik V. Ngày 14 tháng 2, Bộ Quốc phòng Nga cho biết sau gần 2 năm xung đột,
quân đội Nga đã phá hủy 570 máy bay chiến đấu, 266 trực thăng, hơn 12.000 thiết bị không người lái, 469 tên lửa đất đối không, hơn 15.000 xe tăng và xe bọc thép các loại của Ukraine. Ngoài ra, Moscow cũng phá hủy hơn 1.200 bệ phóng rocket, hơn 8.000 pháo dã chiến phòng không, pháo cối và nhiều thiết bị quân sự khác của Kiev. Xung đột Nga-Ukraine nổ ra từ tháng 2 năm 2022. Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố chiến dịch quân sự này nhằm phi quân sự hóa, phi phát xít hóa chính quyền Ukraine. Cũng trong ngày 14 tháng 2, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự cho đến khi đạt được mọi mục tiêu đề ra. Ông Peskov nhấn mạnh sự can dự của phương Tây không làm thay đổi mục tiêu chiến dịch của Nga. Ông nói, chiến dịch quân sự được phát động chống lại Ukraine. Theo thời gian, nó biến thành một cuộc chiến chống lại tập thể phương Tây. Đây là cuộc chiến mà các nước phương Tây do Mỹ dẫn dắt trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột. Sự can dự đó có thể khiến chiến dịch quân sự của Nga kéo dài hơn, nhưng không thể làm thay đổi mục tiêu của chiến dịch. Vừa mới đây, Điện Kremlin đã bác bỏ thông tin Tổng thống Nga Vladimir Putin đã liên hệ với phía Mỹ để đóng băng xung đột ở Ukraine và bị Washington từ chối. Hôm 14 tháng 2, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhận định khả năng giải quyết xung đột Ukraine bằng con đường ngoại giao là không cao do phương Tây không có ý định ngừng gây tổn hại tới lợi ích của Moscow. Ngoài ra, ông Lavrov cũng nhấn mạnh Nga luôn sẵn sàng tìm kiếm giải pháp phi quân sự để chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine, ông tuyên bố. Chúng tôi vẫn để ngỏ khả năng giải quyết xung đột bằng con đường chính trị và ngoại giao, miễn là có tính đến lợi ích hợp pháp của chúng tôi và tình hình thực tế. Trước đó, trả lời phỏng vấn truyền thông về triển vọng của các cuộc đàm phán mới giữa Nga và Ukraine, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Kiev phải chấp nhận các điều kiện mới cho dù điều đó có đau đớn đến mức nào. Ông Peskov nói, nếu chúng ta nối lại các cuộc đàm phán, hiện tại sẽ có một thực tế hoàn toàn khác. Với thực tế mới này, dù chính quyền Kiev có cảm thấy đau đớn đến đâu, họ cũng phải chấp nhận. Giới quan sát cho rằng, thực tế mới mà Nga muốn Ukraine chấp nhận là việc một số vùng lãnh thổ đã sáp nhập vào Nga, trong đó có bán đảo Crimea. Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhiều lần khẳng định không bao giờ nhượng bộ về lãnh thổ để đổi lấy hòa bình. Vài ngày trước, Tổng thống Zelensky đã kêu gọi lãnh đạo mới của quân đội Ukraine cần đưa ra một chiến lược mới trong năm nay nhằm đẩy lùi lực lượng Nga. Nhà lãnh đạo Ukraine nêu rõ, chúng ta cần bàn thảo một kế hoạch hành động chi tiết. Thực tế cho thấy lực lượng vũ trang trong năm 2024 có tính đến tình hình thực tế trên chiến trường và các triển vọng. Hồi đầu năm ngoái, cuộc phản công của Kiev được dự báo sẽ tạo ra những thay đổi trong cục diện xung đột Nga-Ukraine. Tuy nhiên, sau khi lùi phản công từ mùa xuân sang mùa hè, Ukraine vẫn không giành được bất cứ ưu thế lớn nào trước Nga. Chia sẻ với hãng tin CNBC, các chuyên gia quân sự và nhà phân tích quốc phòng dự báo giao tranh dữ dội vẫn có thể tiếp tục diễn ra trong năm 2024, song các lực lượng Ukraine khó có thể tiến hành thêm bất kỳ cuộc phản công nào. Trong khi đó, Nga có thể sẽ tập trung vào việc củng cố những vùng lãnh thổ mà đặc biệt ở miền đông Ukraine, nơi Moscow đã giành được quyền kiểm soát. Bên cạnh đó, quỹ đạo xung đột Nga-Ukraine trong năm nay có thể sẽ chủ yếu được quyết định ở Mỹ, quốc gia ủng hộ quân sự lớn nhất cho Ukraine, và sẽ tiến hành cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 11. Cựu phó chỉ huy Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ, tướng nghỉ hưu Stephen Swifty nhận định, chúng ta đang ở trong tình thế, nếu không có bên nào giành chiến thắng rõ ràng, sẽ có sự bế tắc và cuộc xung đột có thể sẽ bị đóng băng trong tương lai. Theo tôi, cán cân sức mạnh sẽ thay đổi nếu Ukraine không được tiếp tế, không có được thiết bị và nhân lực mà họ cần. Khi đó, xung đột có thể nghiêng về phía Nga. Trong quá trình phản công vào mùa hè năm 2023 và giải phóng được một số ngôi làng, Ukraine đã bị cuốn vào cuộc chiến tiêu hao quy mô lớn với Nga mà không bên nào đạt được lợi ích đáng kể. Tuy nhiên, Kiev đã đạt được những bước tiến quan trọng ở Biển Đen, nơi Ukraine thực hiện nhiều cuộc tấn công táo bạo vào căn cứ và tài sản của Nga trên bán đảo Crimea. Hậu quả, Hải quân Nga đã phải rút bớt tàu chiến hoạt động ở thành phố cảng Sevastopol. Dựa trên tình hình hiện tại, Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK của Mỹ nhận định Ukraine đang thiết lập và củng cố các vị trí phòng thủ để bảo toàn nhân lực cùng thiết bị cho những nỗ lực tấn công trong tương lai. Thực tế giờ đây, các binh sĩ Ukraine trên tiền tuyến đang phải đối mặt với tình trạng thiếu pháo binh và thu hẹp một số hoạt động quân sự vì thiếu sự hỗ trợ vũ khí từ nước ngoài. Cuộc xung đột Nga-Ukraine kéo dài cũng đồng nghĩa với việc phương Tây dần cạn kiệt nguồn lực để duy trì khoản viện trợ quân sự khổng lồ cho Ukraine. Trong khi đó, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ có thể báo trước một sự thay đổi địa chấn trong thái độ và sự ủng hộ đối với Kiev. Nguyên nhân là do cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, ứng cử viên hàng đầu của Đảng Cộng Hòa, vốn có mối quan hệ chặt chẽ với người đồng cấp Nga Vladimir Putin khi còn nắm quyền ở Nhà Trắng. Mối quan hệ tốt đẹp trước đây của ông Trump với ông Putin và chính sách nước Mỹ trên hết
có thể khiến khoản viện trợ cho Ukraine nhanh chóng bị gác lại. Theo các nhà phân tích quốc phòng, phần lớn triển vọng của Ukraine phụ thuộc vào kết quả cuộc bầu cử ở Mỹ. Bởi thực tế, Ukraine phụ thuộc vào Mỹ nhiều hơn so với Liên minh châu Âu EU. Ông Kurt Volker, là cựu đại sứ Mỹ tại NATO, lại cho rằng nếu ông Trump tái đắc cử, chuyện này có thể không phải là thảm họa đối với Ukraine như nhiều người lo ngại. Song nguồn tài trợ trong tương lai cho Kiev sẽ trở nên bấp bênh. Ông Volker cho biết, tôi cho rằng ngay cả khi ông Trump đắc cử, ông ấy cũng sẽ không từ bỏ sự ủng hộ dành cho Ukraine nói chung, bởi đó sẽ là một thảm họa đối với lợi ích của Mỹ và nó có thể bị xem là một thất bại. Nhưng không rõ chính xác ông Trump sẽ làm gì để cố gắng chấm dứt xung đột. Về phần mình, ông Trump đã không ít lần tuyên bố rằng mình có thể giải quyết xung đột Ukraine trong 24 giờ nếu tái đắc cử, bằng cách thuyết phục các nhà lãnh đạo Nga và Ukraine ngồi vào bàn đàm phán hòa bình. Trên thực tế, Nga đã chuẩn bị cho kịch bản xung đột kéo dài ở Ukraine. Cuối năm ngoái, Tổng thống Putin cho biết 617.000 binh sĩ Nga đang hoạt động ở Ukraine và phủ nhận làn sóng huy động thứ hai. Tuy nhiên, đầu tháng 12 năm 2023, ông đã ký sắc lệnh tăng số lượng binh sĩ cho lực lượng vũ trang Nga thêm 170.000 người, nâng tổng số quân lên 1,32 triệu. Nga cũng đang tăng cường chi tiêu quân sự ồ ạt vào năm 2024 với gần 30% chi tiêu tài chính sẽ dành cho các lực lượng vũ trang. Tổ hợp công nghiệp quân sự của Nga cũng đã tăng cường sản xuất phần cứng từ máy bay không người lái UAV cho đến chiến đấu cơ. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết mục tiêu chính của nước này vào năm 2024 là thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng nội địa do nguồn cung từ các đồng minh phương Tây không chắc chắn trong tương lai. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố rằng quân đội nước này đã yêu cầu bổ sung 500.000 lính nghĩa vụ, nhưng quyết định cuối cùng vẫn chưa được đưa ra. Có thể thấy cả Ukraine và Nga đều đầu tư mạnh vào xung đột, khó có khả năng sẽ có bất kỳ cuộc đàm phán nào để chấm dứt giao tranh hoặc đồng ý ngừng bắn. Các nhà phân tích quốc phòng lập luận rằng không bên nào muốn tham gia đàm phán trừ khi họ ở thế mạnh và có thể đưa ra các điều khoản. Ông Mario Bikarski là nhà phân tích đơn vị tình báo kinh tế EIU nói với CNBC rằng trong trường hợp Đảng Cộng Hòa giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ mà cụ thể là Donald Trump, nguồn tài trợ cho Ukraine sẽ giảm đáng kể. Áp lực đàm phán với Kiev sẽ gia tăng, ông Bikarski nhấn mạnh. Tuy nhiên, Ukraine hiện không muốn đàm phán, nhưng trong hoàn cảnh đó, họ sẽ không còn lựa chọn nào khác. Câu hỏi là liệu Nga có sẵn sàng đàm phán hay không? Vì nếu có dấu hiệu cho thấy phương Tây sẽ ngừng ủng hộ Ukraine và Kiev bị ép đàm phán, Nga có thể coi đây là một cơ hội để củng cố thêm nhiều lợi ích. Ít nhất một người thiệt mạng và 21 người khác đã bị thương trong vụ xả súng xảy ra hôm 14 tháng 2 tại thành phố Kansas thuộc bang Missouri, Mỹ. Kênh truyền hình ABC News dẫn lời cảnh sát trưởng thành phố Kansas Stacy Caravet nói rằng vụ xả súng trên là một thảm họa và đã có 3 nghi phạm bị bắt giữ để phục vụ công tác điều tra. Quan chức Gravett cho hay, vụ xả súng xảy ra ở khu vực tây nhà ga Union Station, gần gara để xe, khi người hâm mộ đội bóng bầu dục Chip rời khỏi đó. Chúng tôi đã thu giữ ít nhất một hung khí, tuy nhiên, động cơ thực hiện hành vi xả súng chưa thể xác định. Jennifer Wilbert là một nhân chứng kể rằng cô và nhiều người khác đã nghe thấy một số tiếng súng nổ và sau đó trốn chạy, cô cho biết. Chúng tôi nhìn quanh và thấy một người đàn ông ngã gục xuống đất, một nhân chứng khác giấu tên kể lại. Có những tiếng la hét và chúng tôi không biết tình hình có an toàn để chạy khỏi đó hay không. Do vậy, chúng tôi đã cố gắng chặn cửa. Khi nghe thấy tiếng thang máy di chuyển, chúng tôi mở cửa chạy ra và nhiều sĩ quan cảnh sát có mặt ở đó. Tờ Bưu điện New York sau đó đã công bố đoạn video ghi lại cảnh một cổ động viên đội bóng bầu dục Chip dũng cảm lao vào khống chế một nghi phạm khi tay này cố lẩn trốn vào đám đông. Vụ xả súng hôm nay ở thành phố Kansas, bang Missouri là một trong ít nhất 48 vụ ở Mỹ tính đến thời điểm hiện tại trong năm nay, theo cơ quan lưu trữ bạo lực súng đạn. Theo phân tích của CNN, chỉ riêng ở Missouri đã có ít nhất 154 vụ xả súng hàng loạt kể từ năm 2013, không bao gồm vụ xả súng mới nhất. Cựu Tổng thống Donald Trump đã viết email cảm ơn vợ là bà Melania nhân dịp Valentine, kèm đường dẫn kêu gọi người ủng hộ quyên góp cho chiến dịch tranh cử của mình. Trong email tiêu đề Anh yêu em, Melania, được chiến dịch tranh cử của ông gửi người ủng hộ hôm 14 tháng 2, ông Trump viết: Gửi Melania, anh yêu em, ngay cả sau những lần truy tố, bắt bớ và săn phù thủy, em vẫn luôn bên anh, em luôn hỗ trợ anh vượt qua mọi chuyện. Trong thư, ông Trump cho rằng mình sẽ không được như hôm nay nếu thiếu sự định hướng, lòng tốt và sự ấm áp từ vợ, cựu Tổng thống viết thêm. Em luôn là cả thế giới với anh, Melania, từ chồng em với tất cả yêu thương, Donald Trump.
Email có 3 nút gửi lời yêu thương dẫn đến một trang quyên góp nếu người nhận bấm vào. Trang quyên góp đăng lại nội dung email kèm thông điệp kêu gọi người dùng gửi lời chúc bà Melania cùng lựa chọn ủng hộ từ 20,24 đô la Mỹ đến 3.300 đô la Mỹ hoặc số khác cho chiến dịch tranh cử của ông Trump. Dù đang là ứng viên sáng giá trong cuộc đua bầu cử Tổng thống Mỹ, nhưng hiện tại, ông Trump đang đối mặt 4 vụ truy tố, gồm 2 vụ cấp liên bang và 2 vụ cấp bang, với tổng cộng 91 tội danh. Cựu Tổng thống bác bỏ các cáo buộc cho rằng đây là cuộc săn phù thủy mang động cơ chính trị nhằm ngăn ông trở lại Nhà Trắng. Ông Trump gặp bà Melania hồi tháng 9 năm 1998 khi đang trong quá trình ly hôn với người vợ thứ hai, Malala Bless. Hai người đính hôn vào năm 2004 và làm lễ cưới vào tháng 1 năm 2005. Kể từ khi rời Nhà Trắng đầu năm 2021, bà Melania sống trong một biệt thự ở Mar-a-Lago, nơi biệt lập và gần như khuất tầm nhìn của công chúng. Bà Melania cũng vắng mặt trong các buổi vận động tranh cử của ông Trump từ sau lễ khởi động chiến dịch tại Mar-a-Lago vào tháng 11 năm 2022. Hồi tháng trước, trong cuộc trả lời phỏng vấn với Fox News nói về khả năng bà Melania tham gia chiến dịch tranh cử, ông Trump cho biết cựu đệ nhất phu nhân cũng muốn đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại. Cựu Tổng thống Trump nói, bà ấy sẽ và vẫn luôn giữ vai trò lớn, bà ấy rất thông minh, giàu lòng nhân ái và là người bạn có thể dựa vào. Vàng từng một thời mất đi sự ưa chuộng ở Trung Quốc khi người tiêu dùng chuyển sự quan tâm sang kim cương và các loại đá quý khác. Tuy nhiên, kim loại quý giá này đang dần tìm lại ánh hào quang tại quốc gia tỷ dân khi cơn sốt vàng mới đang diễn ra nhờ động lực từ giới trẻ nước này. Hôm 14 tháng 2, Dung Minh là giám đốc bộ phận quà tặng tại Kaibai Jewelry, địa điểm mua trang sức vàng nổi tiếng ở Bắc Kinh cho biết. Chúng tôi đón tiếp hàng chục nghìn khách tới cửa hàng mỗi ngày trong dịp Tết, đứng cạnh quầy hàng đông khách. Đông cho hay, các gia đình thường cùng nhau đi mua sắm và năm nay có nhiều khách hàng trẻ hơn. Dữ liệu cho thấy thanh niên Trung Quốc bắt đầu quan tâm đến sở hữu vàng trong những năm gần đây. Báo cáo do công ty tư vấn Mob Data công bố cho thấy mong muốn mua vàng của thế hệ Gen Z đã tăng từ 16% năm 2016 lên 59% năm 2021. Năm 2023, các nền tảng thương mại điện tử hàng đầu của Trung Quốc như Tmall và Taobao tiết lộ khách hàng mua vàng trực tuyến chủ yếu là những người sinh sau năm 1990. Trang sức vàng được cho là biểu tượng của thịnh vượng và tài lộc, thường được mua làm quà Tết. Người tiêu dùng năm nay chuộng trang sức hoa văn rồng để đón năm Giáp Thìn. Để thu hút người tiêu dùng trẻ, các nhãn hàng trang sức tung ra sản phẩm giá cả phải chăng, phục vụ thị hiếu giới trẻ. Theo Xia Liu Xia, là chủ một tiệm vàng ở Tế Nam, thủ phủ tỉnh Sơn Đông, dây chuyền, vòng tay, nhẫn và những món trang sức vàng ròng có giá từ 2.000 tệ, tương đương 278 đô la Mỹ tới 3.000 tệ, tương đương 417 đô la Mỹ được người tiêu dùng trẻ ưa chuộng nhất. Xia cho hay, mặt dây chuyền hình ổ khóa chạm khắc cá koi và hoa sen trong tiệm cô bán chạy nhất. Trong văn hóa Trung Quốc, cá koi và hoa sen là biểu tượng cát tường đem lại may mắn. Xia nói, ổ khóa thiết kế tinh xảo, sử dụng kỹ thuật chạm khắc thời xưa nhưng giá không quá cao, rất nhiều thanh niên ưa chuộng. Theo Hiệp hội Vàng Trung Quốc, CGA, lượng tiêu thụ vàng trong nước năm 2023 đạt gần 1.090 tấn, tăng 8,78% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, tiêu thụ trang sức vàng đạt 706,48 tấn, tăng 7,97%. Vàng miếng và vàng tiền xu cũ đạt 299,6 tấn, tăng 15,7%. CGA cho biết, dân số trẻ trong độ tuổi từ 25 đến 34 trở thành lực lượng tiêu thụ vàng chính, với tỷ lệ tăng từ 16% lên 59% trong năm 2023. Hiệp hội dự báo trong tương lai, những người tiêu dùng dưới 25 tuổi sẽ trở thành lực lượng lớn mới tiêu thụ vàng. Theo nhận định của giới chuyên gia, chính sách thúc đẩy tiêu dùng của Trung Quốc đã góp phần đẩy mức tiêu thụ vàng tăng trưởng. Các sản phẩm có trọng lượng nhỏ phổ biến hơn vì vừa túi tiền của người tiêu dùng. Giá vàng trung bình năm 2023 là 1.940,54 đô la Mỹ trên một ounce, cao hơn 8% so với năm 2022. Do giá vàng năm 2023 tăng, người tiêu dùng Trung Quốc coi mua vàng là khoản đầu tư tốt hơn so với những tài sản khác. Giám đốc điều hành Hiệp hội Vàng Thế giới ở Trung Quốc, Wang Lixin nói, dựa theo nghiên cứu của chúng tôi, người tiêu dùng trẻ đang theo đuổi tiêu dùng tiết kiệm. Họ vừa tiêu dùng nhưng mặt khác cũng có ý thức tiết kiệm. Dữ liệu của Hiệp hội cho thấy 40% lượng vàng ở Trung Quốc được tiêu thụ tại các thành phố nhỏ. Lượng vàng tiêu thụ ở các thành phố lớn vẫn giữ nguyên, nhưng tiềm năng tăng trưởng ở các thành phố nhỏ cao hơn do phát triển kinh tế và sức mua của người dân ở những khu vực này đang gia tăng. Ông Donald Trump đã rất vui khi Tổng thống Nga Vladimir Putin bày tỏ mong muốn Tổng thống Joe Biden tái đắc cử trong năm nay. Hãng tin RT cho biết, trong bài phát biểu trước những người ủng hộ tại bang Nam Carolina,
Ông Trump đã nói rằng, mặc dù ông có quan hệ tốt với Tổng thống Putin trong thời gian ở Nhà Trắng, nhưng nhà lãnh đạo Nga hiện không muốn tôi nắm quyền thêm một nhiệm kỳ. Do đó, ông coi nhận xét của ông Putin là bằng chứng cho thấy ông sẽ cứng rắn hơn với các đối thủ của Mỹ so với ông Biden. Ông Trump nhận xét, thực tế, Tổng thống Nga Putin vừa dành cho tôi một lời khen tuyệt vời. Ông ấy chỉ nói muốn ông Joe Biden làm Tổng thống hơn tôi. Với tôi, bây giờ đó là một lời khen. Rất nhiều người nói, ôi trời, tệ quá, nhưng không, đó là điều tốt. Nhận xét của ông Trump được đưa ra chỉ vài ngày sau khi nhà báo Nga Pavel Zarubin hỏi Tổng thống Putin về sự ưa thích về lãnh đạo tại Nhà Trắng. Ông Putin cho biết sẽ hợp tác với bất kỳ người lãnh đạo nào được người dân Mỹ tin tưởng, nhưng ông cho rằng ông Biden là một chính trị gia giàu kinh nghiệm và dễ đoán hơn và là một chính trị gia kiểu cũ. Trong khi đó, ông Trump đã lên tiếng nhiều lần về sự cứng rắn trong đối phó với các đối thủ của Mỹ so với ông Biden. Ông đã đổ lỗi cho sự yếu kém của ông Biden trong nhiều vấn đề, bao gồm xung đột Ukraine, cuộc tấn công của Hamas vào Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023 và vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào căn cứ quân sự Mỹ ở Jordan. Tháng trước, ông Trump cho biết điều đó sẽ không bao giờ xảy ra ở Ukraine. Nga sẽ không bao giờ tiến quân vào, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Cuộc tấn công vào Israel cũng sẽ không bao giờ xảy ra. Ông cũng tuyên bố sẽ đạt được hòa bình thông qua sức mạnh. Trong thời gian Tổng thống Biden nắm quyền, cả ông Biden và ông Trump đều theo đuổi chính sách chống lại Nga bằng cách áp đặt một loạt biện pháp trừng phạt và đồng ý cung cấp vũ khí cho Ukraine. Tuy nhiên, khi xung đột giữa Nga và Ukraine leo thang, mối quan hệ giữa Nga và Mỹ đã trở nên căng thẳng hơn và gần như hoàn toàn đứt gãy mối quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia. Ngày 14 tháng 2, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã thăm thủ đô Cairo của Ai Cập, đánh dấu cuộc tái hợp sau hơn một thập kỷ, và điều này làm nổi bật sự thay đổi trong mối quan hệ giữa hai đối thủ lớn trong khu vực. Tổng thống Ai Cập NCC đã đến sân bay Cairo để đón tiếp ông Erdogan, sau đó chở ông đến cung điện Al-Ittihadiyya để cùng nhau duyệt đội danh dự trước khi thực hiện cuộc hội đàm. Đây là lần đầu tiên ông Erdogan đến thăm Ai Cập sau 11 năm. Thời gian trong đó, hai quốc gia này gần như bế tắc trong các tranh luận mạnh mẽ và công khai về nhiều vấn đề, bao gồm cả cáo buộc của Cairo về sự can thiệp của Ankara vào công việc nội bộ của các quốc gia Ả Rập và việc hỗ trợ các nhóm chiến binh trong khu vực. Mối căng thẳng giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập bắt đầu từ năm 2013, khi quân đội Ai Cập dưới sự lãnh đạo của ông NCC lật đổ Tổng thống Mohamed Morsi, một người Hồi giáo được Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ. Sau đó, ông NCC được bầu làm Tổng thống vào năm sau. Quan hệ giữa hai bên tiếp tục xấu đi khi ông NCC lên nắm quyền và sau đó hai nước đã rút đại sứ và giảm cấp độ quan hệ ngoại giao vào năm 2014. Tuy nhiên, vào năm 2021, hai bên đã bắt đầu đàm phán để bình thường hóa quan hệ với các cuộc họp thường xuyên giữa các quan chức cấp trung của cả hai phía để thảo luận về cách giải quyết các vấn đề còn tồn đọng. Quá trình này đã nhận được sự thúc đẩy mạnh mẽ khi Tổng thống NCC và Tổng thống Erdogan gặp nhau lần đầu tiên tại lễ World Cup ở Doha, Qatar vào năm 2022. Việc khôi phục hoàn toàn quan hệ ngoại giao và cam kết hợp tác đã được thông báo bởi cả hai quốc gia. Điều này tạo ra một bước thay đổi quan trọng trong bối cảnh địa chính trị của khu vực. Trong quá khứ, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập thường ủng hộ các phe đối lập trong xung đột ở Libya, một quốc gia láng giềng của Ai Cập, trong cuộc nội chiến sau khi lãnh đạo Muammar Gaddafi của Libya bị lật đổ vào năm 2011. Ai Cập cũng thường phản đối những gì họ coi là ảnh hưởng quá mức của Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria và Iraq, đồng thời nhận ra rằng những nỗ lực nhằm thúc đẩy các kế hoạch năng lượng của Cairo ở khu vực Đông Địa Trung Hải có thể ảnh hưởng đến lợi ích của họ. Cả Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ đều sở hữu lực lượng quân đội mạnh mẽ và có khả năng tác động đáng kể trên toàn khu vực. Thêm vào đó, Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia Hồi giáo duy nhất trong NATO, trong khi Ai Cập là quốc gia có dân số lớn nhất và có tiếng nói quan trọng trong thế giới Ả Rập và Hồi giáo. Trong lịch sử, mối quan hệ giữa hai quốc gia và nhân dân của họ có những mối liên kết kéo dài hơn một thiên niên kỷ. Ai Cập trở thành một phần của đế chế Ottoman vào năm 1517 và mối quan hệ chính thức với Istanbul vẫn được duy trì cho đến đầu thế kỷ 20. Chuyến thăm của ông Erdogan tới Ai Cập cũng diễn ra trong bối cảnh quan hệ kinh tế và nhiều lĩnh vực khác, bao gồm cả quốc phòng, đang ngày càng phát triển giữa hai nước. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan đã thông báo đầu tháng rằng Ankara đã đồng ý cung cấp máy bay không người lái cho Ai Cập. Đây là thỏa thuận vũ khí đầu tiên giữa Cairo và Ankara kể từ khi hai chính phủ đồng ý nâng cấp quan hệ ngoại giao lên cấp đại sứ vào tháng 7 năm 2023, sau loạt cuộc đàm phán không ngừng nghỉ để khôi phục quan hệ. Mặc cho những trở ngại trong quan hệ chính trị trong những năm ngoái đó, thương mại giữa hai quốc gia vẫn duy trì tăng trưởng ổn định và đạt trên 10 tỷ đô la Mỹ vào năm 2022. Các nhà quan sát đánh giá rằng
chuyến thăm của Tổng thống một nước thành viên NATO đến một quốc gia Hồi giáo Ả Rập trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông, đặc biệt là cuộc chiến ở giải Gaza vẫn tiếp tục bế tắc, mang ý nghĩa rất quan trọng. Cả ông Erdogan và ông El-Sisi đều lên án mạnh mẽ Israel sự tàn phá nặng nề do cuộc xung đột giữa Israel và Hamas gây ra. Trước khi Tổng thống Erdogan đến Cairo, Tổng thống Ai Cập đã phát đi một tuyên bố cho biết rằng hai bên sẽ thảo luận về các thách thức và hồ sơ trong khu vực, đặc biệt là nỗ lực đạt được lệnh ngừng bắn ở Gaza và cung cấp viện trợ nhân đạo cho cư dân tại giải Gaza. Trong bối cảnh như vậy, nhiều nhà quan sát cho rằng chuyến thăm Ai Cập sau hơn một thập kỷ của ông Erdogan không chỉ có thể giúp làm tan băng quan hệ giữa Ankara và Cairo, mà còn có thể tạo ra những tia hy vọng cho cuộc xung đột vẫn đang bế tắc giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas ở giải Gaza. Các điểm du lịch tại Trung Quốc đã chứng kiến sự tăng đột biến trong số lượng du khách trong dịp Tết Nguyên đán 2024 kéo dài 8 ngày, khi nước này đặt mục tiêu phục hồi du lịch sau đại dịch COVID-19. Chính quyền tỉnh Hải Nam cho biết, tỉnh này đã ghi nhận sự tăng lượng hành khách đáng kể với mức tăng hơn 30% trong kỳ nghỉ lễ. Các số liệu thống kê chính thức cũng cho thấy nửa triệu du khách đã thăm các điểm du lịch hàng đầu của Hải Nam, bao gồm những địa điểm được xếp loại AAAA hoặc AAAA theo hệ thống xếp hạng quốc gia, tăng 43% so với cùng kỳ năm 2023 và 17% so với năm 2019. Ngày 14 tháng 2, chính quyền tỉnh Hải Nam thông báo rằng họ đang cố gắng sắp xếp thêm chuyến bay rời khỏi đảo sau khi được nhận thông tin về tình trạng quá tải tại các sân bay, buộc du khách phải mua thêm vé hạng thương gia với giá lên tới 10.000 nhân dân tệ, tương đương 1.390 đô la Mỹ. Nhiều điểm du lịch tại các khu vực khác trên khắp Trung Quốc cũng chứng kiến sự quá tải trong dịp Tết. Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV đã thông báo rằng lượng đặt chỗ du lịch tại thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, nơi nổi tiếng với các điểm tham quan văn hóa đã tăng 317% so với cùng kỳ năm ngoái, với việc doanh số bán vé tại các điểm du lịch tăng đến 480% so với năm ngoái. Ngày 12 tháng 2, thành phố này đã buộc phải mở cửa tháp trống, một cơ sở đã đóng cửa trong một thập kỷ để tiến hành bảo tồn nhằm chuyển hướng dòng du khách. Trong 3 ngày đầu tiên của dịp Tết, Nam Kinh, thủ phủ của tỉnh Giang Tô, phía đông Trung Quốc, đã ghi nhận gần 6 triệu du khách, tăng đến 327,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty du lịch lớn nhất Trung Quốc, Ctrip, đã đưa ra thông báo rằng lượng đặt chỗ tại thành phố phía đông bắc Cáp Nhĩ Tân đã tăng 40% so với ngày đầu tiên của Tết Nguyên đán 2023. Tuy nhiên, do thời tiết ấm lên khiến điểm du lịch nổi tiếng về các cung điện băng và các tác phẩm điêu khắc bằng băng tuyết trở nên không an toàn đối với du khách, nên thành phố này đã buộc phải đóng cửa nhiều điểm tham quan từ ngày 13 tháng 2. Ở phía tây nam của tỉnh Tứ Xuyên, khu danh lam thắng cảnh Cửu Trại Câu đã đón tổng cộng 28.407 khách du lịch vào ngày 12 tháng 2, tăng 104,26% so với năm ngoái. Đây cũng là kỷ lục về số lượng du khách đến địa điểm này trong một ngày, vượt qua 31% so với kỷ lục trước đó được thiết lập vào năm 2017. Khu vực này nổi tiếng với địa hình núi đá vôi và thác nước tuyệt đẹp. Trong thời gian diễn ra lễ hội, nhiều địa điểm du lịch đã hết chỗ. Vé vào bảo tàng Cố Cung ở Bắc Kinh, bảo tàng phía đông Thượng Hải và bảo tàng ở Nam Kinh đã được bán hết cho đến ngày 17 tháng 2, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ. Sự gia tăng đột biến về du lịch chủ yếu là do kỳ nghỉ năm nay kéo dài hơn một ngày so với năm ngoái, cũng như sự phục hồi kinh tế sau khi dỡ bỏ các hạn chế liên quan đến COVID-19. Ngoài ra, nhiều người dân Trung Quốc đã chọn đón Tết Nguyên đán ở nước ngoài so với những năm ngoái. Ngày 12 tháng 2, Cục Quản lý Nhập cư Quốc gia cho biết, ước tính trung bình hàng ngày có 1,8 triệu chuyến du lịch trong và ngoài nước dịp Tết, gấp 3,3 lần so với số liệu ghi nhận trong năm 2023, vượt qua mức 1,77 triệu được ghi nhận vào năm 2019. Ngày 13 tháng 2, Aviationist đã công bố hình ảnh của máy bay tiêm kích tàng hình F-35C thuộc biên chế của phi đoàn tấn công thủy quân lục chiến VMFA số 311 gặp sự cố rơi cánh tại căn cứ không quân hải quân Falcon ở bang Nevada. Họ cho biết sự cố này đã xảy ra vào cuối tháng 1. Trong hình ảnh, chiếc F-35C có mã hiệu VKL-04 được lắp mô hình tên lửa đối không AIM-9X ở cánh trái. Nắp buồng lái đã được mở và thang lên xuống ở trạng thái triển khai, cho thấy có vẻ như nó đã gặp sự cố với càng hạ cánh phía trước sau khi bay huấn luyện. Nhân chứng có mặt tại hiện trường cho hay, ngày 26 tháng 1, tiêm kích trở về nhà chứa sau chuyến bay huấn luyện bình thường, phi công tắt máy và trèo khỏi buồng lái mà không gặp vấn đề gì. Tuy nhiên, càng trước của máy bay tự động thu gọn rồi đột ngột sập xuống.
sự cố đã khiến phần mũi của máy bay tàng hình trị giá 102,1 triệu USD đập xuống nền bê tông. Tổ hợp trinh sát dẫn bắn quang điện tử EOTS dưới mũi phi cơ, một trong hai hệ thống cảm biến đắt tiền nhất của dòng F-35 bị ép xuống sàn nhà chứa. Đây là lần đầu tiên xuất hiện thông tin về một tiêm kích F-35C bị sập càng trước. Mẫu tiêm kích tàng hình thế hệ 5 của Mỹ đã trải qua nhiều sự cố tương tự, nhưng thường chỉ xảy ra trên các biến thể F-35AB. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân dẫn đến vụ sập cánh và mức độ thiệt hại của chiếc máy bay. Cho đến thời điểm hiện tại, giới chức Mỹ chưa bình luận về thông tin. Các chiến đấu cơ F-35 trong biên chế quân đội Mỹ từng nhiều lần gặp sự cố với càng đáp phía trước. Tháng 6 năm 2020, một chiếc F-35A thuộc phi đoàn tiêm kích số 388 gãy càng ở căn cứ Hill, khiến phần mũi đập mạnh xuống đường lăn. Trước đó 2 năm, một tiêm kích F-35A cũng bị sập càng đáp trong quá trình kéo về sân đỗ sau khi hạ cánh khẩn tại căn cứ Hill. Tháng 12 năm 2022, một tiêm kích tàng hình F-35B thuộc không đoàn thủy quân lục chiến số 1 của Mỹ phải hạ cánh đề phòng tại căn cứ Kadena trên đảo Okinawa, Nhật Bản do nghi ngờ hệ thống điện bị trục trặc. Phi cơ hạ cánh an toàn và được xe chuyên dụng kéo về khu tập kết. Tuy nhiên, trong quá trình kéo, càng đáp phía trước của chiếc F-35B bất ngờ bị gãy, khiến máy bay sập xuống đường lăn. Máy bay chiến đấu F-35 được coi là niềm hy vọng của hàng không quân sự Mỹ nhờ hội tụ những yếu tố của một vũ khí chiến đấu uy lực như khả năng tàng hình trước radar, tốc độ ấn tượng, tính linh hoạt cao, hệ thống cảm biến hiện đại. Mỹ đã phát triển F-35 thành 3 biến thể khác nhau, trong đó F-35A dành cho không quân, F-35C cho hải quân và F-35B dành cho thủy quân lục chiến. Điểm đặc biệt của F-35B là nó có thể cất cánh và hạ cánh thẳng đứng như trực thăng. Tuy nhiên, F-35 cũng là một vũ khí gây tranh cãi vì thời gian phát triển lâu hơn dự kiến, cũng như các lỗi kỹ thuật từ đơn giản tới nghiêm trọng đã phát sinh, khiến cho dự án bị đội chi phí lên rất cao, biến nó trở thành máy bay chiến đấu đắt đỏ nhất thế giới. Nhật Bản để mất ngôi vị nền kinh tế thứ 3 thế giới sau khi dữ liệu cho thấy kinh tế của nước này rơi vào suy thoái kỹ thuật. Theo số liệu được chính phủ công bố ngày 14 tháng 2, GDP của Nhật Bản giảm 0,4% trong quý từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2023, ngược với dự báo về mức tăng 1,4% khiến nền kinh tế nước này rơi vào suy thoái nếu có hai quý giảm GDP liên tiếp và đánh mất vị trí nền kinh tế lớn thứ ba thế giới vào tay Đức. Một số nhà phân tích cảnh báo suy thoái tiếp tục trong quý này do nhu cầu yếu hơn ở thị trường Trung Quốc, tiêu dùng trong nước ảm đạm và sản xuất gián đoạn ở một số đơn vị thuộc hãng xe Toyota, khiến con đường phục hồi kinh tế vấp phải nhiều thách thức. Nhà kinh tế điều hành cấp cao tại Viện Nghiên cứu Daiichi Life, ông Yoshiki Shinke cho biết, điều đặc biệt đáng chú ý là tiêu dùng chậm chạp và sử dụng vốn, hai trụ cột chính của nhu cầu nội địa, nên kinh tế sẽ tiếp tục thiếu động lực cho tăng trưởng. Dù nhiều nhà phân tích vẫn cho rằng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ loại bỏ dần gói kích thích tiền tệ quy mô lớn trong năm nay, nhưng dữ liệu yếu có thể gây hoài nghi về dự báo rằng việc tăng lương sẽ kích thích tiêu dùng và giữ lạm phát ở mức 2% như mục tiêu đề ra. Đồng yên giữ giá sau khi số liệu được công bố và đang ở mức 150,22 trên 1 USD, gần mức thấp nhất trong 3 tháng thiết lập đầu tuần này. Chỉ số Nikkei tăng 0,8% so với phiên trước, nhờ kỳ vọng rằng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ duy trì chương trình kích thích trong thời gian dài hơn dự kiến. Nhật Bản trở thành nền kinh tế lớn nhì thế giới sau Mỹ từ cuối thập niên 60 của thế kỷ trước. Trong giai đoạn bùng nổ thập niên 70 và 80, quốc gia này còn được dự báo trở thành nền kinh tế số 1. Tuy nhiên, bong bóng giá tài sản vỡ vụn đầu thập niên 90 đẩy nước này vào thời kỳ mất mát, khiến kinh tế trì trệ và giảm phát suốt vài thập kỷ qua. Đến năm 2010, Nhật Bản mất ngôi nền kinh tế lớn nhì thế giới vào tay Trung Quốc. Khi yên được dự báo còn tiếp tục giảm, sức ép lên Thủ tướng Fumio Kishida sẽ càng tăng. Tháng 11 năm 2023, ông đã công bố gói kích thích trị giá 17.000 tỷ yên, tương đương 118,5 tỷ USD. Trong khi đó, khả năng nền kinh tế Đức vượt qua Nhật Bản hầu như không thu hút nhiều sự chú ý do sự bất bình của công chúng đối với các chính sách kinh tế trong bối cảnh lạm phát tiếp diễn, giá năng lượng tăng vọt và tăng trưởng chững lại. Đức đang phải đối mặt với nguồn cung lao động đang thu hẹp. Xu hướng này rõ ràng hơn ở Nhật Bản, nơi dân số đã giảm liên tục kể từ khoảng năm 2010. Điều đó dẫn đến tình trạng thiếu lao động kinh niên và tình hình dự kiến sẽ trở nên tồi tệ hơn do tỷ lệ sinh vẫn thấp. Ngày 14 tháng 2, trong cuộc gặp giữa Thủ tướng Thái Lan Setha Thavisin và toàn quyền Australia David Hulley tại Bangkok, Thái Lan, hai quốc gia đã nhất trí xem xét khả năng áp dụng cơ chế miễn thị thực chung nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đi lại và kinh doanh của công dân hai nước. Tại cuộc gặp,
Ông Setha khẳng định, chính phủ Thái Lan cam kết thực hiện các biện pháp thúc đẩy du lịch, bao gồm tăng cường an toàn và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đi lại của du khách. Bên cạnh đó, ông Setha cũng đề xuất tăng cường hợp tác nhằm củng cố Hiệp định Thương mại Tự do Thái Lan-Australia, TAFTA, giúp tăng khối lượng và giá trị thương mại hai chiều. Thủ tướng Thái Lan cũng kêu gọi các nhà đầu tư Australia khám phá các cơ hội trong lĩnh vực năng lượng xanh và công nghệ thông minh tại Thái Lan. Về phần mình, toàn quyền Australia, David Hurley nhấn mạnh hội nghị thượng đỉnh đặc biệt ASEAN-Australia sắp diễn ra vào đầu tháng tới sẽ mang đến cho Thái Lan cơ hội thúc đẩy đầu tư, trong đó có dự án cầu cạn nối biển Andaman và Vịnh Thái Lan do chính phủ Thái Lan khởi xướng. Cả hai bên cũng bày tỏ sự hài lòng với hợp tác quân sự, bao gồm các cuộc tập trận chung và hoạt động đào tạo nhân viên. Ông Setha lưu ý rằng mối quan hệ hợp tác chặt chẽ hơn sẽ tăng cường khả năng sẵn sàng của hai nước trong việc giải quyết các thách thức an ninh. Toàn quyền Australia David Hurley và phu nhân đang có chuyến thăm kéo dài 4 ngày tới Thái Lan nhằm thúc đẩy quan hệ song phương giữa hai nước. Dự kiến trong chuyến thăm, ông Hurley và phu nhân sẽ có buổi diễn kiến nhà vua và hoàng hậu Thái Lan. Bên cạnh đó, ông Hurley cũng sẽ đến thăm tỉnh Chiang Rai, nơi có dự án bảo vệ môi trường do Australia tài trợ.